nhá. Chào mọi người đến đến video tiếp theo của mình nhá mọi người ạ. Thì mọi người mình cũng mới đi lên rừng hái củi ấy. Hiện tại mình mệt quá, mình cũng mới hái được mấy bó thì hiện tại là nhà cũng hết củi rồi ấy, hết củi để đun thôi. Thì mọi thường sinh hoạt của mình đặt đun nước nấu cơm ấy, còn củi ấy. Thì ở đây thì mình cũng vừa đi hái củi, mình cũng hái được mấy bó. Thì bây giờ chuẩn bị vận chuyển về. Mình chỉ cần củi về. Xa lắm mọi người ạ. Nhà anh em mình thì mọi người ạ, nhà anh em mình ở tít ở khu kia kìa. Đấy, khu xa kìa. Vượt qua đồi này xuống, xong rồi vòng xuống nhà bên kia tới nhà mình nhá. Đây mọi người ạ, thì mình cũng đi hái củi chỗ mà người ta khai thác rồi ấy. Ở đây nhiều củi lắm mọi người ạ. Tại vì là nếu mà mình mà khai thác ở chỗ mà người ta chưa khai thác ấy thì mình sẽ bị phạm pháp mà. Tại vì ở đây là đốn củi, mà nếu mà đốn củi những cây bạch đàn các thứ ấy thì là phạm pháp. Thì là mình cũng đang ở trên đỉnh đồi đây. Củi được cái mình bó ở trên kia. Mình bó được mấy bó rồi. Đấy mọi người nhá, mọi người theo chân mình đi lấy củi về nhá. Thì mọi người ạ, đây thì củi nặng thế. Củi nặng thật đấy mọi người ạ. Củi vẫn còn tươi tươi ấy, nó nặng thật đấy. Ôi, quãng đường còn xa lắm. Quãng đường còn xa lắm mọi người ạ. Nó tít tới kia cơ. Đi. Quãng đường còn xa lắm. Thôi mọi người ạ, thôi mình cũng chưa rồi, mình cũng cố về đây, cố vác về đây. Đấy mọi người ạ, nặng lắm. Bây giờ mới đi nửa đường. Ui, đường khó đi nữa, đường dốc. Lại trơn nữa. Ui, nặng thật. Ui. À, ui. Ui. À, đau ấy. Ui vời. Thôi, mọi người ạ, cuối cùng mình cũng về đến nhà rồi. Đấy. Đường khó đi lắm. Ui. Lại dây mũ nữa. Vừa cầm máy quay vừa quay khó mọi người ạ. Mình cũng phải làm thôi để cho mọi người xem cái cuộc sống anh em mình hiện tại với lại cuộc sống hàng ngày anh em mình như nào. Thực ơi, cầm máy anh gái. Ô, Quang à? Ừ. Ui, cầm máy rồi em. Ui, nặng thế. Ừ. Ô, đến từ bao giờ đấy? Muộn thế. Ờ, anh. Mấy anh em vừa đến, mấy thằng này đến trước tôi vừa đến. Ờ, thì đến từ bao giờ đấy? Tôi vừa đến dạo bọn này đến từ sáng rồi. Tôi mua nhiều đồ ăn đấy. Nấu cơm đây rồi. Mua nhiều đồ ăn đấy. Thấy được không quay nên là tôi nấu cơm luôn. Núi vừa lên được hái củi. Mệt quá. Lấy củi về. Tít đâu vào mà kinh ấy. Xa lắm, ở đây xa mà. Ở đây gần đây người ta lấy củi hết rồi. Thế thôi, ở đây thì thằng Tiến là nó xong cơm cho Tiến. Xong cơm rồi, chuẩn bị ăn thôi. Anh em mình ký ăn cơm luôn. Ôi, cảm ơn anh em nhá. Anh em quan tâm anh em mình quá. Đây, xong chuẩn cơm ăn thôi. Đi rửa chân tay xong ăn cơm thôi. Ừ. Bây giờ hai anh em ở đây thì toàn lấy củi trên rừng về này. Ờ, anh em ấy đặt lên rừng lấy củi mà. Vì ở đây cũng bếp ga ấy. Nếu mà mong là có Phúc ở đây thì đi lấy củi đấy, không thì thằng Thực này tay đau rồi không biết lấy củi đâu mà đun, mà nấu cơm nấu cháo thì thỉnh thoảng anh em tôi mới vào được chứ không ngày nào cũng vào được. Mà may có Phúc bây giờ nó ở đây thì nó sẽ no cho thằng Thực cơm cháo rồi củi nhóm điện. Điện thế nào?
Điện á, điện thì phải chắc là bây giờ phải ra ngoài huyện. Ra ngoài huyện cơ à? Ra ngoài huyện để kéo cấp vào lại đây á. Để cấp lại luôn. Cấp lại á? Ừ, nó cấp lại, nó kiểu như nó cắt. Thế thằng này bao lâu đóng tiền điện rồi? Hơn một tháng. Hơn một tháng xem này. Hơn một tháng là nó bây được cắt rồi. Một tháng là nó cắt rồi. Bây giờ một tháng là nó cắt rồi. Không chậm là nó cắt luôn. Chậm là nó cắt mà. Bây giờ phải ra huyện nộp phạt. Hôm nọ tôi vào trưởng thôn ấy. Tôi vào trưởng thôn tôi ấy mà tôi hỏi ấy, thì bảo chú ấy bảo là thì bây giờ nó cắt rồi ấy. Cái hộ này cắt rồi kiểu lâu quá không sử dụng ấy. Thì hơn một tháng rồi cũng không sử dụng, không đóng tiền là nó phạt, nó ra ngoài cái bụi phạt nữa ấy. Nó bảo thế. Bây giờ thế có tiền đóng tiền điện ở đây đi cầm đi đóng tiền. Bao tiền vừa rồi bao tiền á? Chưa biết là để ông nào. Đây, ông à? Cầm cả 1 triệu để đi đóng tiền điện cho nó. Nộp phạt nữa. Đấy, cầm đây. Nộp phạt nữa, cả phạt nữa phải không? Cả nộp phạt. Đấy không, xong rồi nghỉ đi, rửa tay đi anh em ăn cơm đi. Xong rồi đóng tiền điện nó, xong rồi em lấy dây điện dây đủng nó là đàng hoàng đi. Nhá. Hai anh em ở đây thì tôi xem để cắp lến lung không ấy đi. Mọi người nhá thì... Mọi người ạ, thì bây giờ cũng mình cũng mới hết củi vé thì cũng cảm ơn anh em ở đây đã đến giúp đỡ nhá. Giúp đỡ anh em mình thì bây giờ cũng như rửa tay ăn cơm thôi. Anh em mình cũng chào mọi người nhá. Thì... Chào mọi người nhá. Mọi người nhớ đăng ký để kênh để ủng hộ Phúc mấy này Minh Thực để cho của nó có nhà có thêm đồng tiền mẹ đồng động lực để làm kênh, và thứ hai là có thêm ít tiền để trang trải gia đình và cuộc sống của hai thanh niên này nhá. Mọi người bây giờ thì thực ra là tay không làm ăn được trông chờ hết Phúc, thì mong mọi người là sẽ đăng ký ủng hộ Phúc để Phúc sẽ làm có thể phát triển hơn và làm nhiều hơn để video hay cho mọi người, ý nghĩa cho mọi người xem nhá. Giờ thì tôi anh em tôi phải dùng bữa cơm đây, không có nguội mất rồi. Giờ chào mọi người nhá. Rồi chào mọi người ạ.